bị u cột sống, vào đây điều trị được hơn 3 tháng. Từ lúc vào thì cháu liệt hẳn cả chân và đi lại các thứ gần như là liệt hoàn toàn. Từ lúc vào đây hơn 3 tháng rồi chưa ra khỏi viện, toàn chơi những đồ chơi ở trên giường nữa, không chưa ra ngoài. Nói chung là hôm nay cũng có một chương trình của Noel thì cũng giúp có sân chơi cho các cháu chơi là rất bổ ích và cháu chơi rất vui. Trong này có rất nhiều hòn đá chui, các bạn mình thấy cứ chạy nhau trên đâu mà chạy. Con có thích chơi cái đường hầm này không? Có, rất thích. Con thích chơi được chơi nhất, thấy nước ngoài được nhau. Năm 2012 thì lần đầu tiên chúng tôi tổ chức Giáng sinh Hồng. Một cái chương trình, một cái ngày hội như thế này mang lại niềm vui cho quá nhiều người và có những niềm vui gần như là không thể có được ở trong bệnh viện. Chính vì thế mà điều này nó đã thôi thúc chúng tôi tổ chức tiếp những ngày năm sau và đến nay là liên tục 4 năm. Ngày hôm nay có 1.500 chiếc mũ Noel đã được may bằng tay bởi các chị tình nguyện viên với 1.500 phần quà tặng, có 30 gian hàng với sự phục vụ tình nguyện của trên 200 tình nguyện viên.